Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Anh MMO của mình nha. Chào, cỡ khoảng hơn 3 tuần trước mình có một cái video hướng dẫn các bạn sở tách con Luna để săn airdrop nó bạn. Thì hiện tại dự án này đã có kết quả nha các bạn. Thì mình sẽ ai đã có sở tách con Luna này thì sẽ claim được con tóc càng lớp nha các bạn. Thì bạn nào chưa có phí con UST này thì xem làm cái video mình hướng dẫn các bạn chuyển mạng UST từ mạng Binance Smart Chain sang mạng Luna nha các bạn. Hai cái video này mình có để dưới phần link mô tả cho các bạn đó. Sau đó thì các bạn cần copy cái phần link claim dưới phần link mô tả dưới video của mình, thì các bạn mở cái sau đây các bạn dán vào trình duyệt Chrome mình nha các bạn. Giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn bán luôn. Rồi, sau đó thì các bạn chấp nhận điều khoản nha các bạn. Rồi, sau đó các bạn connect với các bạn, mình đã claim được 18 con token lớp nè, bấm vào claim nha các bạn sẽ tốn là 0.03 UST các bạn. 10 token này có khoảng 89 đô vậy các bạn. Rồi các bạn bấm vào xin nha các bạn. Rồi bạn nhập password mình vào. Rồi sau đó bạn bấm confirm nha các bạn. Ta mật khẩu sai ta. Mà không đã quên mật khẩu sao ta, confirm đi. Rồi chờ nó claim chút xíu nha các bạn. 5 6 7 8 9 10 0. Ok, subscribe continue. Để mình coi đã về chưa các bạn. Ok, mình đã về được 18 token lớp này nha các bạn. Để mình qua mình check cái ạc kia của mình có về được bao nhiêu đúng không các bạn. Hiện tại với giá con này là 0.8 đô trong token nha các bạn. Khá là cao luôn. Đâu rồi. Phải các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Qua dí mắt mình cái nữa coi. Mình được 2 dí các bạn. Check 2 dí đi. Dí này chắc đậm à. Dí này mình có stat. Rồi các bạn chờ chút xíu nha. Ô, 112 tóc càng lớp nữa. Là được là 122 tóc càng lớp. Khoảng 100 mấy chục đô. Rồi bạn xác nhận nha bạn. Nhập khẩu tiếp tục. Xác nhận rồi. Ok rồi. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi mình đã về đó các bạn. Rồi để bán được thì các bạn cần copy cái link sàn với phần link mô tả với video mình tiếp tục. Rồi sau đó các bạn cũng mở trình duyệt Chrome mình ra nè. Các bạn dán vào nè các bạn. Hiện tại một tốc càng lớp với giá là 0.81 đô cho một USDT này các bạn. Thì các bạn nào muốn xả thì xả nha các bạn. Mình được 18 nữa. Thì các bạn chọn dòng trên đây là lớp nha các bạn. UST. Rồi nha các bạn. Thì các bạn chọn trên đây là lớp. Số lượng bạn muốn bán thì bao nhiêu các bạn. Rồi bạn bấm swap nha các bạn. Thì nó mình được 91 đô nữa các bạn. Đây là cái ví phụ ví thứ hai mình đây bạn. Rồi sau đó dự án này một sàn lớp market này hiện tại nó ra chức năng là bull farm stat này nọ đâu. Mình thấy con này khá là tiềm năng là mình chưa xả các bạn. Mình sẽ farm hoặc là bull tiếp nha các bạn. Sẽ tắt tiếp. Rồi vậy video mình đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.